Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ tả, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 453, khuyên. Thật đúng là trùng hợp, bản thế tử thích nghe kể chuyện bàn rượu. Hạch Ôn Ngọc đưa tay chỉ vào tả Chi Phi, nói với bên ngoài một tiếng. Người đâu, mang mấy vò rượu tới, làm thêm vài món nhắm, hôm nay ta muốn cùng tả tam gia không say không về vâng rượu và thức ăn nhanh chóng được bưng lên bàn khách ôn ngọc mỉm cười rượu này tam gia định uống thế nào tả tam gia bắt chéo chân hơi hợt nói uống thế nào tất nhiên là do thế tử gia định đoạt khách ôn ngọc nhìn bùi tiếu tiểu bùi ra đâu cứ ngồi như vậy sao bùi tiếu cũng giơ tay dí tả chi phi ngươi biết tên khốn kiếp này uống nhiều sẽ có đức tính gì không Ta phải khắc phục hậu quả, Thế tử ra. Ơ, ờ, nói như vậy, tử lượng của Tam gia không tốt sao? Đâu chỉ tử lượng không tốt. Tả Tam gia thở dài, cay đắng. Cả người đều không tốt, đến cái mảng cũng ngắn nữa. Chật chật chật, thật đáng thương. Hạch ôn ngọc cười đến xấu xa. Hay thế này đi, Tam gia uống hết hai vò rượu này, bổn Thế tử cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Thế tử ra thật đúng là thương hại ta. Tả Chi Phi cười gần một tiếng. Minh Đình, rót rượu đi. Bùi tiếu ở thầm mắng hách ôn ngọc một tiếng. Thằng cháu. Rồi khẽ cắn môi rót rượu. Tử lượng của Tạ chi phi quả thực không tính là quá tốt, bởi vì bị bệnh tim nên trước 18 tuổi không dính một giọt rượu, về sau đi làm việc ở binh mã ti mới uống một một ít. Hai vò, vậy thì phải say đến chết. Nhưng tử lượng không tốt nhưng tử phẩm cũng được, tạ chi phi không nói hai lời, bưng chén rượu lên uống. Hắn uống rất nhanh, hết chén này qua chén khác, không hề do dự thứ rượu này, nói trắng ra là nước, nước vào dạ dày, từ từ mới có tác dụng chậm, tạ chi phi phải nói hết những lời nên nói trước khi rượu có tác dụng. Cách uống này rất tổn thương thân thể, bùi tiếu nói để hắn uống, nhưng tạ chi phi không đồng ý. Con người hách ôn ngọc rất xấu xa, thuộc loại một câu nói không hợp là có thể lật bàn chửi đồng, có mấy lời phải cần hắn đến nói. Một vò rượu vào bụng, tạ chi phi uống đến nóng người, ven ống tay áo lên, mở rộng cổ áo, dáng vẻ tùy tùy ý phối hợp với đôi mắt hoa đào phong lưu kia, phóng khoáng tiêu sái nói không nên lời. Hạch ôn ngọc nhìn đến trợn tròn mắt. Gặp ma rồi. Tạ ra là người đọc sách, đến tạ nhị ra cũng có khí chất của người trí thức, sao đến vị này lại thay đổi rồi. Nói chớ, nhìn thế này đúng là quyến rũ chết đi được. Trái tim hách ôn ngọc khẽ bị kích thích. Hai vò rượu thấy đáy, tạ chi phi ở một cái, một tay chống bàn, một tay tùy ý khoác lên lưng ghế Hách Ôn Ngọc. Hắn hờ hững cười, gọi thẳng đại danh. "Hách Quân, ngươi thích nghe lời thoải mái, ta đây sẽ thoải mái nói, không nên liên hôn với Đỗ gia." Hách Ôn Ngọc không nói không cười nhìn lại hắn, một lúc lâu mới nhếch môi nói. "Ờ, xem ra Tam gia vẫn chưa dứt tình cũ với Đỗ cô nương người ta nhỉ. Kêu ta nói chuyện thoải mái, còn ngươi?" Ngương mặt tuấn tú của Tạ Chi Phi nhích tới gần. "Ngươi có thoải mái không?" dám hỏi ta một tiếng vì sao không chết tiệt thế gian này còn có chuyện hách ôn ngọc ta không dám ư bị kích thích hắn cười gần một tiếng nói vì sao bởi vì ngươi ba chữ kèm theo giọng nói rất nhẹ khiến cho tim hách ôn ngọc đập thình thịch bởi vì bởi vì ta cái gì bởi vì ta muốn tốt cho ngươi đôi mắt đen nhánh của tạ chi phi hơi nghiêm nghị đường lệch không dễ đi như vậy đi nhầm rồi có muốn quay lại cũng đã muộn Hách ôn ngọc nhướng mày. Chưa đi thì làm sao biết đường nào là đường chính, đường nào là đường lệch. Danh chính ngôn thuận là chính, bùng già khó lường là lệch. Tả chi phi nhìn hắn. Hách quân người cho dù làm việc bất chính, cũng là con trai đích xuất của võ An Hầu, là thế tử, theo lý phủ võ An Hầu nên do người chấp trưởng, không ai được cướp đi, có phải không? Ánh mắt hách ôn ngọc lạnh lẽo. Tả chi phi và bùi tiếu lần này tới đây làm gì, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết đơn giản chỉ là hứa hẹn chỗ tốt, sau đó lôi kéo. Không ngờ, họ tạ này lại dùng thân phận của hắn, nói mấy câu như vậy, cho má chứ còn nói đến tâm khảm của hắn. Chính xác. Hạch ôn ngọc hắn thích nam nhân thì sao, không thể nối dõi tông đường thì thế nào, hắn vẫn là con một của hách gia. Gia nghiệp hách gia trừ phi hắn không muốn, những người khác đừng hòng cướp khỏi tay hắn. Hạch ôn ngọc cực kỳ khó chịu, trực tiếp oán hận lại. Đạo lý là đúng như thế, đáng tiếc cha ta không có sinh thêm đứa con trai nào, nếu không, loại bồn nháo không chắc được tường như ta thì sao cha ta có thể giao hầu phụ cho ta được. Lời này nói là Hách Quân hắn, ám chỉ lại là thái tử. Tả Chi Phi cười. Hách Quân ngươi là bồn nháo không chát được tường, vậy con trai ngươi, cháu trai ngươi chẳng lẽ cũng thế ư? Hắn đặt tay lên lưng ghế Hách Quân, nặng nề vỗ lên vai hắn vài cái ông trời sẽ không thể không có mắt như vậy chứ đúng không một chữ cũng không sai một chữ cũng không phản bác được nhưng khách ôn ngọc cắn chặt răng chợt mỉm cười xấu xa lời này của tam gia thật sự là lời tam gia muốn nói sao không phải ồ sắc mặt khách ôn ngọc giống như oán phụ oán giận nói thì ra tam gia không phải thật lòng muốn tốt cho ta nhìn bộ dạng làng lơ của ngươi kìa Tiểu Bùi gia liếc mắt, "Tam gia là vì tốt cho ngươi, tiểu gia ta cũng vì tốt cho ngươi, người phía sau ta càng muốn tốt cho ngươi." Đây mới thật sự là lời nói thoải mái. Rượu là Tam gia uống, lời lại là người phía sau tiểu Bùi gia nói, người phía sau tiểu Bùi gia chính là Hoàng thái tôn. Đây là lời Hoàng thái tôn hứa hẹn, chỉ cần ngươi nghiêng qua bên này thì vinh hoa phú quý của phủ Võ An hầu còn có thể kéo dài ba đời. Hạch Ôn Ngọc cảm thấy miệng như bị nhét một cục bông không nói nên lời. Đúng là mất mặt, hắn vốn còn muốn để cho họ đến nhà sĩ ba lần, nói điều kiện, so chiêu một lúc đã. Nào biết, còn chưa so chiêu thì mình đã bị bịt miệng rồi. Tả chi phi chống người ngồi dậy, hơi rượu dâng lên, trước mắt hắn đều là tàn ảnh. Bùi tiếu vội tiến lên đỡ lấy, nửa kéo nửa lôi hắn đi về phía trước. Hay lắm, nặng thí bà luôn. Đi tới cảnh cửa, tạ chi phi quay đầu lại, trong đôi mắt lộ vẻ thần thái sáng sủa. Thế tử ra, nói thật lòng, Đỗ Y Vân nếu là người tốt, ta căn bản không cần ngăn cản, nàng không xứng với ngươi. Đi thôi, đi thôi. Bùi tiêu kéo y ra ngoài. Ngươi cũng đâu phải nguyệt lão, muốn lo chuyện xứng đôi của người khác nữa hả? Cánh cửa đóng lại, trong noãn các trở nên yên tĩnh. Một lát sau, có một người từ trong bình phong đi ra, ngồi xuống ghế tả chi phi vừa rồi. Hai ôn ngọc nhìn hắn, cảm thán. Ta không phải gặp ai yêu nấy đâu, nhưng lão tam nhà các ngươi, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Tả bất hoặc cười gần. Đừng mơ, không có cửa đâu, hắn không thích người như ngươi. Hạch ôn ngọc cười ha ha, cười đến không đứng đắn. Cho một câu chính xác đi. Tả bất hoặc không kiên nhẫn dùng chân đá đá hắn. Mối hôn sự này ngươi định thế nào? Còn có thể định thế nào? Ngón tay hách ôn ngọc gõ gõ trên đầu gối. Ngươi khuyên, hắn lại tới khuyên, bản thế tử cho tới bây giờ chưa từng thấy hai huynh đệ các ngươi đồng lòng như vậy, tục ngữ nói rất đúng, nghe người khuyên, ăn cơm no. Hắn thoải mái ghé mặt qua. Nhị ra nói, có phải thế không? Trường 454, người đoán xem. Tạ chi phi say rồi. Say đến mức chẳng có sức lực, trực tiếp ngã xuống xe ngựa. Nhìn dáng vẻ quỷ quái này của hắn, bùi tiếu nào dám đưa tới tạ ra, dứt khoát đưa người đến biệt viện của Yến Tam Hợp, trong viện trống không, còn có người phục vụ tốt như tham viên. Xe ngựa lắc lư khiến dạ dày tả chi phi khó chịu, vừa tới cửa viện đã nôn hết. Nôn xong, người thoải mái hơn chút lại kê gối ngủ tiếp. Giấc mộng ùn ùn kéo đến, bao tứ lung tung lộn xộn đều có, hắn thậm chí mơ thấy tổ phụ giết giặc ở trên chiến trường, một đao chặt một cái đầu của kẻ địch. Tả chi phi giật mình tỉnh giấc. Hắn đứng lên, đưa tay lấy một chung trà lạnh uống, lại ngã xuống giường, tiếp tục ngủ ngủ mãi, chợt có một suy nghĩ như tia chớp bổ vào trong đầu của hắn. Nhà họ trịnh thì sao? Đứng ở góc độ phụ thân trịnh hoán đường, không đúng, hẳn là đứng ở góc độ tổ phụ trịnh ngọc, tại sao phải đưa cháu gái ruột đến am thủy nguyệt, đổi một đứa bé không biết lai lịch. Tả chi phi chợt giật mình. Chỉ có một khả năng thân phận đứa bé này đặc biệt. Vì bảo vệ nàng, tổ phụ không thể không nhịn đau đưa cháu gái đi không thể không để con trai út mình chịu tủi thân, để một nhà bốn người bọn họ núp ở trong viện hải đường, cho dù cả đời không gặp người ngoài. Như vậy, thảm án diệt môn của Trịnh gia có thể liên quan đến đứa bé này hay không? Nghĩ tới đây, cả người Tạ Chi Phi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiếp theo, lại một suy nghĩ như sóng lớn đập vào mặt. Yến Tam Hợp đã từng phân tích Người diệt môn của trịnh gia chắc chắn rất quen thuộc với cuộc chiến tranh kia, quen thuộc thành tứ cửu, quen thuộc với người của triều đình. Từ việc có thể nuôi nổi 12 sát thủ mà xem, thì người này chắc chắc có vị trí cao chứ không thấp. Như vậy, như vậy cho dù bọn họ âm thầm điều tra vụ án này, hơn nữa có điều tra được manh mối, thì với địa vị và thủ đoạn của người nọ, thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra đến lúc đó lại là một hồi gió tanh mưa móng. Hắn và Bùi Tiếu sẽ như thế nào? Hai nhà có bị liên lụy hay không? Nhưng Yến Tam Hợp. Tạ Chi Phi lưỡng cuống, đầu óc hoàn toàn hoảng loạn. Hắn chỉ là một tổng chi huy binh mã ti ngũ thành nho nhỏ, không thể bảo vệ được nàng. Tạ Chi Phi dãy dụa đứng lên, chẳng kịp mang giày đã đi chân trần ra ngoài. Châu Thanh, Đinh Nhất ở gian ngoài sợ tới mức vội bò dậy khỏi giường, đuổi theo đỡ lấy hắn. Ra, tam ra. Bùi Tiếu ở trong sương phòng đối diện nghe thấy động tĩnh, còn chưa mặc y phục đã chạy ra. Tạ ngũ thập, nửa đêm nửa hôm ngươi làm loạn gì thế? Tạ Chi Phi lập tức nắm lấy cổ tay hắn. Minh Đình, ta phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Gì mà làm sao bây giờ? Bùi Tiếu bối rối tạ chi phi sốt ruột đến độ mắt đỏ bừng ta không bảo vệ được nàng không bảo vệ được không bảo vệ được ngươi không bảo vệ được ai tạ chi phi lắc đầu không ngừng lắc bùi tiếu sắp bị hắn lay đến hôn mê giống to một tiếng nói đi tạ chi phi sững sờ nhìn bùi tiếu trước mặt thân thể ngã về phía trước ôm tiểu bùi ra rồi ngất đi tiểu bùi ra tức muốn khóc nửa đêm còn phải hầu hạ con ma men này, đúng là mệt chết đi được. Tiểu Bùi gia sắp mệt chết, Lý Bất ngôn cũng sắp mệt chết. Con đường này phải đi gần nửa tháng thời gian, vậy mà chỉ dùng tám ngày đã đến nơi. Nàng cảm thấy mỗi đốt xương trên người đều muốn đứt ra rồi, muốn ghép cũng không ghép lại được. Bùi Cảnh còn thảm hơn nàng. Vị nam tử trẻ tuổi này rất có thiên phú y học, nửa đoạn đường sau lông mày chẳng giãn ra mặt trắng như người chết, nhưng vẫn cắn răng không hừ một tiếng. Nếu đổi thành tiểu bùi ra, cổ họng cũng đã hết khàn đi rồi. Đến phủ Lâm An, đi thẳng tới bách dược đường bùi ra, người của Thái Tôn đã chờ ở bên trong. Hai người cả thờ còn chưa kịp thở, đã đổi xe ngựa tiếp tục lên đường. Đường càng đi càng sâu, cuối cùng bước xuống xe trước một tòa nhà cao tầng. Lý Bất Ngôn liếc mắt đã thấy Thẩm Trùng đứng ở cửa vòm. Thẩm Trùng thấy Lý Bất Ngôn thì sừng sốt, không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng nói. Mau đi theo ta. Thâm trạch đại viện của Phủ Lâm An khác với Thành Tứ Cửu, một viện một cảnh, đến nét chạm trổ trên hành lang cũng không giống nhau. Xuyên qua hai viện, thị vệ rõ ràng có nhiều hơn. Lý Bất Ngôn nhạy bén nhận ra, đến không khí cũng có cảm giác căng thẳng nội thị mặc áo xám chạy tới, nhỏ giọng nói. Hai vị tới rồi, mau mời vào. Lý bất ngôn đi theo nội thị vào nhà, thấy triệu diệt thời trong noãn các phía đông xương phòng. Người này mặc một bộ trung y mỏng ngồi trước thư án, tay trái quấn băng gạc, trên băng gạc dính máu, tay phải cầm tấu trương, khí chất trầm tĩnh nho nhã. Nghe thấy động tĩnh, triệu diệt thời ngừng đầu. Lúc vừa nhìn thấy Lý Bất Ngôn, ánh mắt chợt sáng lên. Không ngờ họ lại bảo ngươi tới. Lúc này Lý Bất Ngôn mới phát hiện, sắc mặt nam nhân không tốt lắm, cả người toàn bệnh khí. Hẳn là cảm thấy tên phá đám ta đây sẽ không dễ khiến người ta hoài nghi. Tên phá đám, biệt danh tam gia đặt cho ta. Vì sao? Lý Bất Ngôn chỉ vào vết thương trên cánh tay hắn. Hay là để bùi tiểu thái y xem cho điện hạ trước, xem xong hắn nói lúc này triệu diệt thời mới nhìn thấy bùi cảnh. Bùi cảnh buông hòm thuốc xuống, cung kính hành lễ với Hoàng Thái Tôn, sau đó mới dám tiến lên nhìn miệng vết thương. Lý bất ngôn tinh mắt phát hiện, hai chân tiểu bùi thái y đang run dày. Đây là sự nhát gan di truyền của bùi ra sao? Nàng xoay người, cúi đầu nhìn bản thân, cả người toàn bụi bặm. Người đâu? Điện hạ chuẩn bị nước cho lý cô nương thay y phục sạch sẽ vâng lý bất ngôn xoay người gương mặt hiện lên chữ điện hạ chẳng lẽ ngươi là run đũa trong bụng ta đi đi triệu diệt thời cúi đầu lại nhìn tấu trương trên tay lý bất ngôn theo nội thị đi về phía trước hai bước đột nhiên quay trở lại triệu diệt thời ngẩng đầu cả người nàng đầy phong trần nhưng ánh mắt rất sáng tam gia nói ta luôn phá hỏng chuyện tốt của hắn cho nên bảo ta là tên phá đám ngươi làm hỏng chuyện tốt gì của hắn triệu diệt thời từ từ nhếch môi không hỏng là hắn lòng dạ hẹp hòi vậy ngươi còn nghe lời hắn chạy tới nơi xa thế này ánh mắt của hắn cũng rất sáng lý bất ngôn nhìn thẳng chủ yếu là muốn chính miệng hỏi điện hạ sao lại cho ta hộp bánh trung thu kia đúng lúc này Bùi cảnh đang cởi lớp băng gạc cuối cùng trên cánh tay triệu diệt thời. Nghe thấy thế tay run lên, băng gạc rơi xuống, lộ ra một vết thương giữ tận dài 7-8 tấc. Vết thương do dao đâm, không chỉ dài mà còn sâu, nhưng lại không có độc. Lúc thích khách xuống tay, hẳn là cách triệu diệt thời rất gần, hơn phân nửa là cải trang thành tỷ nữ hoặc trà trộn vào trong đám thị vệ. Cũng khó trách lại mời Thái Y từ kinh thành tới nơi xa lạ này, ai là người mình, ai là kẻ địch rất khó phân biệt. Lý bất ngôn quay mặt đi. Ngươi đoán xem. Triệu diệt thời hỏi ngược lại một câu. Có thể đoán ra, thì ta hỏi làm gì? Lý bất ngôn xoay người, vừa đi vừa nói thầm. Nương ta cái gì cũng cho ta, chỉ là không cho ta đầu óc tốt. Triệu diệt thời nhìn bóng lưng nàng, đáy mắt hiện lên ý cười. Trường 455 tìm độc Tiểu bùi thái y lớn như vậy, lần đầu tiên khám bệnh cho một vị quyền cao chức trọng thế này, sợ đến mức hai tay đều run dày. Triệu diệt thời thu hồi tầm mắt. Ta đâu có thịt người, học theo lý cô nương người ta đi. Vâng, điện hạ. Tiểu bùi thái y chợt như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lấy thư ra. Ca ca bảo mang đến cho điện hạ. Triệu diệt thời nhận lấy, không mở ra, mà đặt dưới lòng bàn tay. Đoạn đường này, các ngươi thế nào? Rất thuận lợi. Tiểu bùi thái y nói xong, thì bắt tay vào xử lý vết thương. Triệu diệt thời cau mày. Sao chỉ có một câu này thôi? Tiểu bùi thái y chẳng hiểu ra sao. Thì đúng là rất thuận lợi mà. Lại nữa, nếu như chịu khổ cũng không thể giải bày được với điện hạ. Thẩm trùng thấy tên nhóc này không hiểu, vội nhỏ giọng nhắc nhở. Lý cô nương thì sao? Hỏi đến cái này, tiểu bùi thái y chợt có một bụng nước đắng. Lý cô nương chờ ăn cơm, đi ngủ thì cũng chỉ lái xe, nàng ta lái xe nhanh lắm, lắp muốn chết luôn, kêu nàng ta đi chậm đi vững một chút thì nàng ta lại nói cái nết của ta với ca ca ta y chang nhau. Nghe đến đây, triệu diệt thời vô thức mím miệng. Làm gì mà y chang nhau? Cái miệng của Minh Đình ghê gớm hơn nhiều. Đúng rồi, nàng còn oán thán xe ngựa chậm quá, cây ngựa mới nhanh, cưỡi ngựa đau mông lắm, ngồi xe thì cái nóc xe lại muốn bay luôn rồi. Phì. Tiểu bùi thái y trợn mắt, kinh ngạc nhìn thái tôn điện hạ, có gì buồn cười sao? Triệu diệt thời cố nghiêm mặt lại. Tình hình trong kinh thành thế nào rồi? Tiểu bùi thái y nhớ đến những lời dặn của ca mình trước khi đi, vừa rửa lại vết thương cho điện hạ vừa kể về tình hình trong kinh thành. Lý bất ngôn tắm rửa xong xuôi thì quay lại, vải băng cánh tay triệu diệt thời đã thay mới gương mặt chẳng có biểu cảm gì vẫn đang xem tấu chương bên cạnh tiểu bùi thái y đang giã thuốc thẩm trùng không biết đi đâu mất rồi ta làm gì đây lý bất môn thầm nghĩ không có gì để làm cả cũng chẳng có ai quản nàng đứng vậy cũng mệt vẫn là ngồi xuống trước đã nói sau ngồi xuống mí mắt chợt nặng nề cố thức cũng khó chịu vẫn là ngủ một giấc đã rồi nói sau. Thế là nàng ngủ thật, trong mơ nàng thấy mình và Yến tam hợp lên núi hái dâu tằm ăn, cả miệng đều dính tùm lum, màu sắc trên lưỡi của thay đổi. Ăn xong dâu tằm lại đến bên suối bắt hai con cái, nướng lên ăn. Lúc vừa đưa đến miệng, thì lưỡi chợt bị phòng. Lý bất môn hoảng hốt tỉnh dậy thì phát hiện bụng mình đang kêu ôm ục vì đói, ánh mắt bèn liếc qua người ngồi trước bàn. Người đó chẳng ngừng đầu lên. Chuẩn bị cơm. Vâng, thưa Điện Hạ. Hay lắm. Lý bất ngôn ngạc nhiên đến ngây người. Người này biết thuật đọc tâm hà. Tay triệu diệt thời cầm tấu trương, ngừng đầu nhìn Lý bất ngôn. Cô nương chịu khó ăn với ta một chút nhé. Không có gì, không có gì. Lý bất ngôn cười sáng lạn. Ta cũng đang đói đây. Nội thị đỡ triệu diệt thời dậy. Tiểu bùi thái y cũng ăn cùng đi tiểu bùi thái y cả kinh đến run lên, tay chân lại bắt đầu như nhũn ra. Trên bàn tròn nhỏ, bầy ba bộ bát đũa. Triệu diệt thời làm thủ thế mời. Đừng câu nệ, ngồi hết đi. Lý bất muôn hào phóng ngồi xuống. Bùi cảnh thì run rẩy ngồi nửa cái mông. Nội thị uông ấn lấy hộp đồ ăn tới, lấy từng món từng món đặt trên bàn tròn, lại móc ngân châm ra, thử độc từng món. Lý bất muôn thầm nghĩ, chờ ngươi thử xong, đồ ăn đều nguội cả rồi khó khăn lắm mới thử độc xong triệu diệt thời lại ngồi ngay ngắn bất động lý bất ngôn nóng này điện hạ có thể ăn chưa chạy mười ngày đường đều chỉ gặm lương khô uống nước lạnh nàng thật sự rất muốn ăn một miếng cơm canh nóng rồi nghe được câu này của hắn lý bất ngôn lập tức cầm lấy đũa gắp thức ăn bùi cảnh sợ tới mức vội vàng nhìn qua hoàng tôn điện hạ thấy điện hạ vẫn bình tĩnh hắn mới dám bới một miếng cơm. Hắn cũng đói rồi. Tốc độ ăn của Lý Bất Ngôn rất nhanh, một chén cơm rất nhanh đã tới đáy. Cho ta thêm bát nữa được không? Uông ấn lập tức múc cho nàng thêm một chén. Lý Bất Ngôn nhận lấy bát, tiếp tục vùi đầu ăn. Triệu diệt thời vốn không có khẩu vị gì, nhìn nàng ăn ngon, cũng nếm vài miếng, lại buông đũa xuống. Bùi cảnh chỉ ăn một chén cơm, không dám dùng thêm ăn xong lấy khăn ra nhã nhặn lau miệng nói một tiếng điền hà từ từ ăn rồi ngồi chờ thực ra bụng hắn vẫn còn đói nhưng xin thêm một chén nữa quên đi hắn không có lá gan đó lý bất ngôn á xong bát cơm thứ hai lại đưa bát qua thêm một bát nữa lần này ngay cả uông ấn cũng sợ ngây người cô nương này sao lại xin thêm hết chén này đến chén khác thế cùng Thái Tôn ngồi trên một bàn ăn cơm, thì nên giống như tiểu bùi Thái Y, thu liễm một chút, đây là quy củ. Uông ấn lại mốc đầy một chén. Đến bát thứ ba, tốc độ của Lý Bất Ngôn mới chậm lại, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Triệu Diệp thời lẳng lặng nhìn. Tuy rằng nàng ăn như hổ đói, nhưng tướng ăn rất tốt, không phát ra âm thanh, hơn nữa chỉ gắp thức ăn trước mặt mình. Tám món ăn, chỉ đụng bảy món, một món cá hấp không đụng lý cô nương không thích ăn cá sao lý bất ngôn nuốt thức ăn trong miệng xuống mới mở miệng sợ mắt xương trước kia từng bị mắt sao nương bị mắt xương nên ta cũng sợ thầm nghĩ thà rằng không ăn không thể để nó đâm ta được hơn nữa lý bất ngôn lắc đầu cá này mình bề ngoài bình thương quá mắt thì lồi ra vừa nhìn đã biết là không tươi điện hà bị cấp dưới lừa rồi uống ấn bĩu môi người này có hiểu thiệt không đó đồ ăn của điện hạ đều được cung cấp đặc biệt cả phủ lâm an này e là chẳng thêm tìm được con cá nào tươi hơn đâu uông ấn ấm ức điện hạ triệu diệt thời khoát tay nhìn lý bất ngôn cười nói lý cô nương hiểu những thứ này sao ta từ nhỏ đã sống ở bên ngoài cái gì cũng chưa thấy chứ cá đôi mắt nhỏ nhắn của lý bất ngôn cực kỳ đắc ý thấy nhiều lắm nàng gắp một đũa thịt cá ngươi xem thịt cá này vừa gấp đã rớt chẳng chặt chút nào hẳn là đã được một hai ngày rồi chẳng qua đây là cá biển đưa đến nơi này tốn một hai ngày cũng bình thường uống ấn nghe đến đó nghẹn nửa ngày mới thở ra nào biết vừa thở phào thì chợt nghe nàng nói tiếp loại cá này không nên hấp khi hấp quan trọng nhất là phải dùng nguyên liệu tươi có thể thấy đầu bếp ở đây cũng không ổn uống ấn nghe xong lời này suýt nữa thì tắt thở chuyến này ra ngoài Thái Tôn không mang theo nghiêm hỉ, mà mang theo hắn, phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của điện hạ. Khó khăn lắm mới có cơ hội xuất đầu lộ diện, lại gặp phải thích khách. Gặp thích khách cũng thôi đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn, nhưng cuộc trò chuyện của người này, quả thực là muốn đánh hắn vào 18 tầng địa ngục, kiểu mãi mãi không thể siêu sinh ấy. Uông ấn nhỏ giọng phản bác. Cá không ngon, đầu bếp cũng tệ, vậy ngươi nấu đi. Lý Bất Ngôn làm như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Nghẹn hỏng rồi chứ gì. Uông ấn tuổi thân nhìn chủ tử của mình, Điện hạ, nhìn thấy chưa, nha hoàn này đang nói hưu nói vượn, ngài đừng tin nàng. Điện hạ chỉ cười không nói. Lần trước ở thư phòng của hắn, Lý Bất Ngôn cũng rất dám nói. Đúng lúc này, Lý Bất Ngôn húp xong miếng canh cuối cùng, nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, giống lên ba chữ co khí phách. Nấu thì nấu, Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 456 ở bên. Tất cả mọi người đều bị nàng hù cho nhảy dựng lên. Nhất là tiểu Bùi Thai y, hắn chợt ngây ra như phỗng. Vị này không chỉ ăn nhiều cơm, còn cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, cũng không biết huynh trưởng nhà mình tìm được vị này từ đâu đến nữa. Vị này nhìn Triệu Diệp Thời cười cười. Cá không tươi, thích hợp kho tàu, ta sẽ làm cho điện hạ món cá kho tàu, xem như trả lại hộp bánh trung thu của điện hạ nói xong nàng nháy mắt một cái khiến uông ấn suýt nữa ngất xỉu ai nói trên đời này chỉ có nam nhân biết đùa giỡn lưu manh nữ nhân cũng biết còn to gan lớn mật đùa giỡn cả điện hạ nhà hắn quá 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 không biết xấu hổ rồi uông ấn nào biết trái tim điện hạ nhà hắn sau khi bị nháy mắt một cái đã đập thình thịch liên hồi rất nhanh trên bàn lại có thêm hai món ăn một món cá vàng xào bánh gạo một món canh đậu hũ hai món ăn nhìn đều bình thường không có gì lạ hơn nữa bề ngoài cũng rất bình thường triệu diệt thời từ nhỏ lớn lên bên cạnh hoàng đế mấy thứ bay trên trời bò dưới đất sơn hào hải vị gì chưa từng ăn trong lòng cũng không quá coi trọng hắn cầm lấy đũa tùy ý nếm một miếng cá sắc mặt từ từ cứng đờ tiếp theo hắn lại gắp một đũa bánh gạo uổng ấn thấy điện hạ rất lâu không nói gì chỉ coi hắn là đang nể mặt lý cô nương nên mới ngại chê không ngon, vội nói. Điện hạ, tiểu nhân rút đồ ăn đi ngay, lấy một chén cơm nóng tới. Hả? Uống ấn ngẩn ra, lại vui vẻ đi sới một bát cơm. Điện hạ sau khi bị ám sát, khẩu vị vẫn luôn không tốt, ăn gì cũng chỉ nếm hai miếng, hắn sắp sầu muốn chết rồi. Lý bất ngôn ngồi xuống bên cạnh, tay chống má, nghiêng đầu. Nếm thử canh đi. Triệu diệt thời cầm lấy thìa hút một ngụm canh, ánh mắt kinh ngạc nàng đắc ý mỉm cười. Thời gian hơi gấp, canh này chỉ dùng nước trong thôi, nếu dùng nước hải sản thì có thể làm tươi cả lông mày ngươi luôn đấy. Triệu Diệp Thời nhìn nàng. Học từ ai ấy, nương ta đó, nương ngươi, là một kỳ nữ. Lý bất ngôn theo thói quen dùng mũi chân đẩy đẩy chân Triệu Diệp Thời, giống như lúc ở trên bàn cơm đẩy yến tam hợp vậy. Nhân lúc còn nóng điện hạ cứ ăn đi, ta ra ngoài đi dạo. Lần này, tim Triệu Diệp Thời lại nhảy dựng, chưa suy nghĩ gì đã đá nàng một cái. Ngồi xuống đó với ta. Lý bất ngôn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Điện hạ đại nhân, có chuyện này ta phải nói cho ngươi biết, lần này đến, ta chỉ phụ trách đưa tiểu bùi thái y. Thôi, thấy ngươi ăn cơm một mình cũng đáng thương, ở lại thì ở lại vậy. Khuôn mặt của triệu diệp thời vốn đã trầm xuống, nửa câu sau của nàng nói ra, khuôn mặt trầm xuống kia lại không tiện nhướng lên, thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của nàng, mới biết được là bị nàng lừa rồi. Hắn từ từ nhếch khóe miệng, từ từ bưng bát lên, từ từ ăn con cá kia, uống nửa bát canh kia. Hắn có thể nhìn ra, nàng là đang cố ý, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, đồng thời lại không muốn để nàng đắc ý mãi. Vì thế, hắn dùng sức dẫm mạnh lên đôi giày thêu của nàng. Lý bất ngôn đau đến mức hít sâu một hơi, dùng đôi mắt u oán nhìn hắn. Điện hạ, ngài đây là lễ oán trả ơn trong miệng triệu diệp thời có đồ ăn, nên chỉ yên lặng không đáp, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. Người này, cũng là cố ý. Lý bất ngôn xem thường liếc hắn một cái, tự nhủ những vương tôn công tử này nhìn bề ngoài thì được lắm, thật ra bên trong rất nhỏ mọn. Còn nhỏ mọn hơn cả tà tam gia, và tiểu bùi gia. Bỏ đi, nàng tự nói. Ta chịu thiệt một chút vậy, nương nói, nam nhân đẹp trai thì có thể bỏ qua hết. Khổ. Triệu Diệp thời sạc một ngụm canh nóng trong cổ họng, ho đến mặt đỏ tía tai. Một người như tiên hạ phàm đến nhân gian, bị dính phải khói lửa nhân gian, khiến lý bất ngôn cực kỳ đắc ý, cười mãi không thôi. Ánh nến chiếu lên người nàng, chiếu đến gương mặt đỏ bừng của nàng. Tiếng cười và tiếng ho khan hòa cùng một chỗ, tiểu bùi thái y và uông ấn bên cạnh nhìn thấy thế, cảm giác tựa như một giấc mộng không chân thật. Một món mặn một canh, triệu diệp thời đã ăn sạch sẽ, sau đó dùng nước trà xúc miệng đi thôi ra ngoài đi dạo với ngươi lúc này thẩm trùng đi vào điện hạ vương hiền đến rồi triệu diệt thời rõ ràng không vui điện hạ đi làm việc đi lý bất ngôn vừa nói vừa ngáp một cái ta cũng đang mệt mỏi muốn nghỉ ngơi ôm ấn điện hạ sắp xếp cho lý cô nương ở trong viện của ta không ổn hai mắt lý bất ngôn ngập nước Tỉnh ngay lý gian Điện hạ đừng để ta làm bẩn thanh danh của ngài. Lý bất ngôn. Triệu diệt thời đột nhiên gọi tên đầy đủ của nàng. Giọng hắn hơi khàn khàn, ánh mắt rũ xuống hiện ra vẻ mệt mỏi. Trong lúc bất chợt, tim Lý bất ngôn chợt đập nhanh hai cái. Trong viện của ta là an toàn nhất. Lý bất ngôn nghe lời gật đầu, thầm nghĩ có ta ở đây thì càng an toàn. Lý cô nương, mời đi theo ta. Uông ừ, ấn lúc này nhìn Lý bất ngôn, thân thiết như nhìn thấy nương ruột, Hắn đã nhìn ra rồi, điện hạ này đối với vị này không bình thường. Lý bất ngôn, đi phía trước dẫn đường. Gian phòng ở bên cạnh đông xương phòng, một chiếc giường và trăm đệm trải sẵn, khô giáo sảng khoái. Lý bất ngôn chờ uông ấn rời đi, thì ngã người xuống ngay. Từ nhỏ đến lớn, cái tên Lý bất ngôn đã từng được rất nhiều người gọi, nhưng chẳng ai gọi hay hơn triệu diệt thời. Sao hắn lại gọi hay như thế nhỉ? Đúng là muốn chết mà nàng kéo chân qua, chờ mình mấy lần, nhưng kỳ quái thay lại chẳng thấy buồn ngủ. Trong phòng khách, Vương Hiền nhìn Thái Tôn. Điện hạ, đoàn vũ thành đã khai ra, quả thực là sát thủ hắn thuê, tốn một ngàn vàng. Đoàn Vũ Thành là chi phù phù lệ thủy. Thích khách còn chưa kịp cắn thuốc độc tự sát, đã bị thầm trùng bắt sống, sau khi nghiêm hình tra tấn, cuối cùng cũng chịu không nổi, khai ra người sau màn. Triệu diệt thời. Tại sao hắn phải làm như vậy? bẩm điện hạ, đoàn Vũ Thành và hai đứa con trai của Lý Hưng Lý Thận, Lý Hoài đều có qua lại, hai người nhà họ Lý bị điều tra, hắn biết mình chạy trời không khỏi nắng, lúc này mới. Lúc này mới muốn giết ta. Triệu Diệp thời cười gần một tiếng. Giết ta, chẳng lẽ hắn sẽ trốn được một kiếp sao? Chuyện này... Mồ hôi lạnh trên trán Vương Hiền toát ra. Phục pháp nhận tội, đoàn Vũ Thành hắn còn có thể bảo vệ con cháu đời sau, nhưng ám sát ta, đừng nói tam tộc, đến đầu cửu tộc cũng không đủ cho bệ hạ chém. Triệu Diệp thời liếc xéo Vương Hiền. Chẳng lẽ hắn không biết tính đến điều này? Vương Hiền. Hà quan sẽ đi tra gió. Vừa dứt lời, đã có thị vệ xông vào. Điện hạ, vừa rồi đoàn Vũ Thành đã uống thuốc độc tự sát. Đầu óc Vương Hiền. Ông. Lên một tiếng, sờ tới mức quỳ dạp xuống đất. Điện hạ, lúc đoàn Vũ Thành bị áp giải vào Đại Lao, ta đã lục soát trong ngoài, đến kẽ răng cũng không buông tha triệu diệp thời từ trên cao nhìn xuống hắn, u ám không rõ. Vương Đại Nhân, đứng lên đi, đầu tiên cứ điều tra rõ ràng tình huống đã, rồi nói chuyện khác. Vâng. Vương Hiển dùng cả tay lẫn chân đứng lên, vừa khom người cáo lui, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Thẩm trùng chờ hắn đi xa, bước lên thấp giọng hỏi. Điện hạ, có cần người của chúng ta âm thầm điều tra không? Cha cái gì? Ánh mắt triệu diệp thời hơi híp lại, đã lục xoát tới kẽ răng rồi, vậy cũng chỉ có một khả năng thôi. chương 457, lừa ta. Thẩm trùng như được khai sáng. Có người đã đưa thuốc độc vào tay hắn. Triệu Diệp Thời ngồi xuống ghế thái sư, cười gần. Chuyện đến đây, cuối cùng mới có chút manh mối. Thẩm trùng mơ mịt. Điện hạ, có manh mối gì? Ta hỏi ngươi, nếu như đoàn Vũ Thành không chết, thì sẽ thế nào? Không ai có thể vượt qua năm vòng nghiêm hình tra tấn, qua năm vòng, đoàn vũ thành chắc chắn sẽ khai người sau lưng hắn ra triệu diệt thời cũng có một khả năng hắn chịu đựng được nghiêm hình tra tấn thẩm trung vậy cũng có nghĩa hắn là hung thủ thật sự ám sát điện hạ cũng có nghĩa là hắn bất chấp tất cả triệu diệt thời nhưng bây giờ hắn đã chết thẩm trung có thể thấy được có người không muốn cho hắn mở miệng cũng thấy được sau lưng hắn thực ra còn có một thủ phạm ánh mắt triệu diệt thời đột nhiên nghiêm lại trên đời này người có gan ám sát ta, người thử nghĩ xem có mấy người. Không cần phải nghĩ, người dám ám sát điện hạ, trái lại chỉ có mấy người thôi. Triệu Diệp thời nhếch khóe miệng lên. Nếu muốn cho ta chết, thì chỉ cần bôi chút kịch độc lên đau là được, vừa không muốn cho ta chết, rồi lại muốn ám sát ta, là vì sao? Thẩm trùng nghĩ tới mấy ngày trước nhận được mật thư. Hán vương hồi kinh. Thì đã rõ đáp án trong lòng. Giúp ta đi xem thử Minh Đình đã viết những gì trong thư có phải bảo ta về sớm một chút không vâng thẩm trùng cầm lấy phong thư từ trên thư án móc thư bên trong ra điện hạ đoán không sai tiểu bùi gia và tam gia bảo điện hạ sớm ngày về kinh có người trông mong ta sớm trở về đương nhiên là có người không muốn ta sớm trở về triệu diệp thời nhìn vết thương trên cánh tay ánh mắt lạnh như băng hắn hồi kinh ta ở ngoài xa ngàn dặm thái tử không lọt vào mắt bệ hạ đây là một cơ hội tốt cỡ nào một khi ta trở về, hắn cũng chẳng làm được gì trước mặt bệ hạ, không được sủng ái, vậy chẳng phải phải nghĩ cách náng chân ta sao? Thẩm trung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không sợ điện hạ điều tra ra, đến trước mặt bệ hạ tố cáo hắn sao? Đoàn vũ thành vừa chết, hắn còn sợ gì nữa? Triệu diệt thời. Không có chứng cứ xác thực cáo trạng, bệ hạ có thể tin sao? Huống chi hắn còn là ta thúc thúc của ta, trên đời này có bao nhiêu thúc thúc muốn mạng cháu mình? thẩm trung bị sự tính kế liên tục kia làm kinh sợ điện hạ sau lưng hán vương có cao nhân triệu diệt thời nhíu mày ngay cả ngươi cũng nhận ra rồi thẩm trung gật đầu hán vương xuất thân võ tướng làm việc rõ ràng là quyết đoán tàn nhẫn mấy lần so chiêu với điện hạ nhưng mỗi chiêu đều bóc cổ điện hạ chỉ bằng bản lĩnh của một mình hán vương thì căn bản không thể nào ta cũng thật tò mò cao nhân sau lưng hắn là ai Triệu Diệp Thời khẽ cau mày. Lại có thể nghĩ ra kế hay như vậy, khiến cho ta vào không được, lui không xong. Điện hạ, không vội, theo ta ra ngoài một chút đã. Bóng đêm như mực, Triệu diệt Thời từ từ đi tới viện bên cạnh. Trong viện mấy ngọn đèn cung đình rất sáng, trong phòng lại tối đen. Nàng cũng ăn được ngủ được đấy. Triệu diệt Thời xoay người, nhỏ giọng nói. Trong vòng 10 ngày, xử lý xong chuyện ở Chiết Giang, sau đó nhanh về kinh. Vâng. Lý bất ngôn ngủ một giấc chẳng mộng mị, thẳng đến hừng đông. Sau khi rửa mặt đi ra khỏi phòng, liếc mắt một cái đã thấy Uông Ấn đang chờ ở bên ngoài. Chào buổi sáng Lý cô nương. Cười bị ổi như vậy, không gian thì là trộm. Lý bất ngôn lơ hắn, tự mình đi ra ngoài viện luyện công. Uông Ấn vui vẻ đi theo. Cô nương chủ nghệ rất tốt, ta giao một ngày ba bữa của điện hạ cho cô nương nhé. Cút qua một bên. Uông Ấn cười nói ta không để cô nương vất vả vô ích đâu, cô nương muốn gì thì cứ nói. Muốn mạng ngươi. Uông ấn ngẩn người, cười giả là nói. Mạng nô tài không đáng tiền, cô nương muốn thì cứ lấy đi, chỉ cầu cô nương. Lời còn chưa dứt, trước mắt đã lóe sáng, trên cổ lạnh lẽo. Uông ấn cúi đầu nhìn, suýt nữa thì tè ra quần. Muốn mạng thật à? Lý, Lý cô nương, sao, sợ à? Uông ấn quỳ xuống. Lý cô nương, điện hạ cả đêm không ngủ vất vả lắm tiểu nhân van cầu nguyễn kiếm tiến về phía trước vài tấc uống ấn sợ tới mức vội câm miệng lại thứ nhất ta không phải đầu bếp thứ hai bà đây không hầu hạ nam nhân thứ ba lý bất ngôn thu hồi kiếm ta sợ điện hạ nhà ngươi ăn cơm ta làm từ nay về sau sẽ lừa ta về uông ấn ngoài viện bước chân triệu diệt thời khựng lại bận rộn một đêm hắn vốn định về viện nghỉ ngơi hai canh giờ không ngờ lại nghe được câu này hắn làm động tác dừng bước với thầm trùng phía sau uống ừ ấn lúc này cũng hơi hoài nghi lý bất ngôn này có phải bị điên không điện hạ là ai chứ nữ nhân trên đời này cao thấp béo gầy gì chẳng có thể gọi đến gọi đi còn lừa nàng về cơ nàng là cái thá gì chứ cô nương suy nghĩ nhiều rồi điện hạ nhà ta có loại nữ nhân gì mà không có được Lý bất ngôn buộc kiếm vào hông. Uổng ấn ngoài cười nhưng trong không cười. Cô nương biết là tốt rồi, nhưng ta chỉ có một. Lý bất ngôn liếc mắt nhìn Uông ấn. Chân quý lắm. Thôi nào. Uổng ấn âm thầm bĩu môi. Lý cô nương ngươi nấu ăn ngon không sai, nhưng phải cách hai chữ chân quý mười vạn tám ngàn dặm. Ngươi không phải chỉ là nha hoàn thôi sao? Hơn nữa, ngươi dù chân quý, còn có thể quý hơn điện hạ nhà ta không? Uổng ấn ngẩng đầu. Điện. Điên hạ. Lý Bất Ngôn nghe được một tiếng này, quay đầu lại, thình lình đối diện với một đôi mắt như cười như không. Chủ nhân của ánh mắt đứng sau lưng nàng, tuy rằng không ngủ cả đêm, mắt hơi tối lại nhưng mặt mày vẫn rất phong lưu tuấn lãng. Mặt Lý Bất Ngôn hơi nóng lên. Hắn đứng đây bao lâu? Nghe được bao nhiêu rồi? Hai, chỉ lo nói chuyện với tiểu thái giám, quên mất vỉnh tai nghe thử xem xung quanh có người hay không rồi. Lý bất ngôn cố giả bộ bình tĩnh gật đầu với triệu diệp thời, vội vàng đi vào trong phòng. Lý cô nương, khoan đã. Lý bất ngôn dừng chân. Thẩm trùng đi tới trước mặt nàng, ôm quyền. Tiểu bùi ra gửi thư dục điện hạ trở về, điện hạ quyết định 10 ngày sau sẽ khởi hành, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, muốn làm phiền cô nương bảo vệ bên cạnh điện hạ giúp ta. Được. Dù sao trước khi đến, tả tam gia cũng đã dặn dò như vậy. Đa tả không cần nói xong lý bất ngôn tiếp tục đi về phía trước trực giác cho thấy phía sau có ánh mắt đang nhìn thẳng vào nàng lúc một bước chân vượt qua ngưỡng cửa nàng chợt xoay người thấy ý cười trên mặt người nọ lại tăng thêm vài phần không lừa thì không lừa cười cái gì chứ lý bất ngôn trở lại phòng mình lấy nước lạnh rửa mặt còn chưa kịp dùng khăn lau khô bỗng nhiên phát hiện có điều không đúng vừa rồi thầm trùng nói gì cơ bảo vệ bên cạnh điện hạ bên cạnh. chồng mặt Lý Bất Ngôn chừng lớn, như thế, như thế không phải có nghĩa là điện hạ nhà hắn ở đâu, nàng chắc chắn phải ở đó sao? Hắn ngủ, nàng ở bên cạnh trông coi. Hắn ăn cơm, nàng ở bên cạnh. Hắn tắm, nàng đứng ngoài rèm nghe. Lý Bất Ngôn lắc lắc nước trên mặt, thầm nói, thì ra không phải hắn muốn lừa ta, mà là ta bị sắc đẹp hấp dẫn, muốn lừa hắn. Cũng khó trách Yến Tam Hợp muốn nàng kiềm chế một chút. Lý cô nương. Giọng uông ấn vang lên bên ngoài. Điện hạ ngủ rồi, làm phiền cô nương ở ngoài trông coi. Trường 458, bên cạnh. Đến đây. Lý bất ngôn lau qua loa mặt, theo uông ấn đi vào chính đường. Uông ấn chỉ vào chiếc giường quý phi ở noán các nói. Cứ canh ở đó, ngươi thì sao, ta đi sắc thuốc cho điện hạ, tiểu bùi thái y đến bách dược đường của bùi ra khám bệnh rồi. Uông ấn vội vàng rời đi, thực ra cũng không cách quá xa chỉ ở ngay bên ngoài viện chủ yếu là sợ tiếng xác thuốc làm quấy nhiễu giấc ngủ của điện hạ lý bất ngôn vừa ngồi xuống giường quý phi lại nghe người bên trong nói vào trong đừng ở bên ngoài không ngủ à lý bất ngôn đi vào trong hai canh giờ sau đánh thức ta được phòng trong trang trí sang trọng nàng tìm một góc ngồi xuống ánh mắt dừng lại trên giường người nọ đối diện nàng nhắm hai mắt tóc xóa ra, bên hông đắp hờ một chiếc chăn gấm. Lý Bất Ngôn nhìn hồi lâu, thầm nghĩ tới bốn chữ, ngon mắt bổ miệng. Nam nhân đột nhiên mở mắt, đang nhìn gì thế? Điện hạ đẹp quá. Lý Bất Ngôn hào phóng thừa nhận, ta vừa rồi nhìn nhiều hơn hai cái, nhưng sau đó lập tức không nhìn nữa. Nói xong, thân thể nàng uể oải chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Triệu Diệp thời im lặng mỉm cười. Có rất nhiều việc phải làm, thời gian cũng rất gấp nhưng chưa đến mức thẩm trùng phải ra ngoài làm việc. Đó là ý của hắn. Vì sao lại có ý này, triệu diệp thời không rõ lắm, giống như hộp bánh trung thu kia, thực ra chỉ là trong lòng muốn tặng thôi. Hắn từ từ nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Triệu diệp thời bị tiếng huyết sáo đánh thức, mở mắt ra đã thấy người nọ đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên cửa sổ, lắc lư hai cái chân dài. Hắn nheo mắt, chờ mình nằm thẳng, dùng bàn tay không bị thương che mắt lại sau một tiếng huýt sáo rõ ràng khác hắn lại nghe thấy nàng rỗi người rồi nhảy ra ngoài cửa sổ sau đó đóng cửa sổ lại cách một cửa sổ hắn lại nghe thấy tiếng nàng lẩm bẩm người đẹp như vậy lại còn không gắt ngủ đúng là chẳng còn thiên lý nữa mà triệu diệt thời giờ khóc giờ cười cơn gắt ngủ vì bị đánh thức giờ này cũng vì câu nói này mà tiêu tan chẳng còn gì uông ấn tới hầu hạ đã gần trưa thì vệ sách hộp thức ăn tới lý bất ngôn người mùi cơm đi theo vào chính đường triệu diệp thời vừa khéo từ trong phòng đi ra bốn mắt nhìn nhau triệu diệp thời chỉ vào chỗ ngồi lý bất ngôn lập tức ngồi xuống bưng bát cơm lên đợi hắn ăn ăn đi ngươi thì sao triệu diệp thời nhìn ra ngoài viện lý bất ngôn nhìn theo ánh mắt hắn thấy uông ấn bưng chén thuốc nóng hổi đi vào điện hạ uống thuốc thôi triệu diệp thời vừa bưng thuốc lên ánh mắt quét qua lý bất ngôn đang nhìn mình bèn đưa chén thuốc đến trước mặt nàng thử một ngụm cho ta hả lý bất ngôn trừng mắt thì về bên cạnh phải làm cả việc này sao triệu diệp thời gật đầu sớm biết vậy đã không đồng ý rồi lý bất ngôn nhận lấy chén thuốc uống một ngụm chỉ cảm thấy từ đầu lưỡi đến gáy đều đắng đến tê dại suýt nữa phun ra triệu diệp thời nhìn nàng một lát nhận lấy chén thuốc uống một hơi lý bất ngôn trợn mắt há hốc mồm sao ngươi không nhíu mày triệu diệp thời nói như nói mớ đắng quen rồi lý bất ngôn ngẩn ra dùng cơm xong triệu diệp thời đi đến phòng khách tiền viện giờ phút này trong phòng khách đã có mười mấy quan viên đang ngồi chờ thái tôn điện hạ triệu kiến triệu diệp thời ngồi xuống chủ vị lý bất ngôn chờ ở ngoài phòng khách ban đầu nàng còn nghe vài câu về sau thì buồn ngủ không chịu được dứt khoát ngồi xuống ngưỡng cửa, tựa đầu vào khung cửa ngủ gà ngủ gật. Ngủ gật xong, thấy trong phòng khách còn đang nghị sự. Mà bên ngoài viện, lại có top 5 top 3 quan viên đang tụ vào một chỗ, chờ Thái Tôn triệu kiến. Chưa xong nữa hả? Liên tiếp 3 ngày, Lý bất ngôn đi theo triệu diệp thời, chỉ ngủ hai canh giờ vào sáng sớm, quả thực còn mệt hơn đi giải ma với Yến Tam Hợp. Một Thái Tôn thôi đã mệt đến thế, vậy còn Thái Tử? hoàng đế thì sao nữa đây? Lý bất ngôn thật lòng nghĩ mãi cũng không hiểu vị trí kia có gì đáng cướp, ngoại trừ có chút quyền lực ra, thì cực muốn chết. Sáng sớm hôm đó, nàng đưa mắt nhìn vị quan viên cuối cùng rời đi, thẩm trùng đã lâu không lộ diện vội vàng đi vào viện, thẳng đến thư phòng. Điện hạ, trong kinh gửi thư đến. Triệu diệt thời nhận lấy mật thư nhìn xem vài lần, trên mặt nở nụ cười hiếm có. Điện hạ, có chuyện gì vui sao? hách ra từ chối hôn sự của đỗ gia, tính toán của vương thúc ta thất bại rồi. Triệu diệt thời trả thư lại cho thầm trùng. Cũng may là có thừa vũ và minh đình. Hắn nói xong, khoan thai đi ra ngoài, đứng bên cạnh Lý Bất Ngôn. Đi dạo với ta không? Lý Bất Ngôn thực sự đã buồn ngủ đến mức ngã xuống giường rồi, nhưng ánh mắt vừa chạm vào hắn, thì lại gật gật đầu. Nam nhân tướng Mạo Anh Tuấn, không chỉ có thể làm việc tùy ý mà còn có thể thoải mái hành hung, Lý Bất Ngôn ơi Lý Bất Ngôn, cái nết của ngươi với nương ngươi giống y chang nhau, đều là kẻ háo sắc. Triệu Diệp Thời từ từ đi tới, thỉnh thoảng liếc về phía người bên cạnh. Nàng cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất vui vẻ. Hai từ vui vẻ này, đối với Triệu diệt Thời mà nói rất là xa xỉ. Bệ hạ từ nhỏ đã dạy hắn, người làm vua, thì chuyện gì cũng phải giấu trong lòng, ngàn vạn đừng để người ta nhìn ra vui buồn của ngươi nhưng người bên cạnh thì khác. Lúc hắn thấy nàng hắn muốn cười, không nhìn thấy nàng hắn cũng muốn cười, thậm chí chỉ cần nghĩ đến tên nàng. Đạo lý bất ngôn, hạ tự thành khê sao? Sao là một câu thành ngữ của Trung Quốc, đào mận không biết tự khoe mình, nhưng nếu nhiều người đến hái thì tự nhiên sẽ thành đường đi. Ai đã đặt tên này cho nàng? Rõ ràng người này thường xuyên nói ra những câu cuồng vọng. Lý bất ngôn, hả, có nghĩ tới việc đổi chủ tử hay không? Lý Bất Ngôn dừng bước nhìn hắn, kinh ngạc, không ngờ Điện Hà cũng là người cậy góc tường. Triệu Diệp Thời hờ hững cười, cứ nói xem coi có cậy được không đi đá, có thể hỏi trước một câu, là Điện Hà cậy về rồi định làm gì không? Lý Bất Ngôn đi về phía trước vài bước, xoay người. Thì về bên cạnh sao? Hình như bên cạnh Điện Hà đâu có thiếu, thiếu một người bên cạnh. Hắn giọng nói mát lạnh, từng chữ ổn trọng, mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng hề có ý vui đùa. Lý bất ngôn từ tìm kiếm chữ. Ngươi bên cạnh. Trong đầu một lát, hỏi thẳng. Ý của Điện Hạ là thích ta sao? Triệu diệt thời ngần ra, không ngờ nàng lại hỏi thẳng như vậy. Ngươi tặng hộp bánh trung thu kia, cũng là vì thích ta sao? Nàng lại hỏi. Thứ triệu diệt thời không thiếu nhất là hàm dưỡng, cho dù sắc mặt đã không nhịn được nhưng vẫn nói. Lý cô nương xưa nay vẫn nói chuyện thẳng thắn như vậy sao? Phía trước Lý bất ngôn, phía sau Lý cô nương. Lý Bất Ngôn mỉm cười. Thích cũng được, không thích cũng được, trước mắt điện hạ chắc chắn là cày không nổi. Vì sao? Triệu Diệp Thời cũng kinh ngạc. Bởi vì, Lý Bất Ngôn vừa cười, vừa lùi về phía sau. Ta vẫn chưa biết mình có thích ngươi hay không. Đi được hai bước, nàng đứng lại, nghiêng đầu, ngữ khí rất bình thản. Chờ sau khi ta biết rõ ràng rồi hãy nói. Trong lòng một người quanh co 18 khúc, không thể đỡ nổi một cú đấm thẳng vào mặt cú đấm thẳng này đánh tới, dù Triệu Diệp thời có kiến thức rộng rãi, hay đã có tính toán trong lòng thì cũng không khỏi nhíu mày. Sao nàng lại không đi theo lẽ thường thế? chương 459, đến rồi. Đêm khuya, trong ngôi đền đổ nát, có hai người đang ngồi vây quanh đống lửa, là Yến Tam Hợp và Hàn Hú. Hàn Hú nướng bánh bao xong đưa qua. Ăn đi. Yến Tam Hợp nhận lấy, yên lặng gặm, ăn xong mấy miếng, thì lau miệng ngước mắt nhìn Hàn Hú hàn hú còn đang nướng bánh bao của hắn gương mặt bình thản không có một chút biểu cảm tháo xuống đi bây giờ không có ai đâu nàng nói gương mặt của ngươi dù sao cũng phải để ra ngoài cho thông khí chứ quen rồi hàn hú ăn mấy miếng bánh bao nói còn nửa tháng nữa là tới phủ vân nam trên đường đi còn có năm trạm dịch của hàn gia bảo có thể nhanh hơn nữa không còn muốn nhanh hơn nữa sao ánh mắt hàn hú cực kỳ bất đắc dĩ ngươi nhìn mình xem lại nhìn ta đã, đã thành cái dạng gì rồi. Ăn mày còn sạch sẽ hơn chúng ta nữa ấy chứ. Yến Tam hợp nhìn thử, bản thân cũng ngượng ngùng mỉm cười, đưa bình nước ra trâu trong tay qua. Hàn hú nhận lấy đưa đến bên miệng, bỗng dừng lại. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày đó hình như ngươi từ lầu ba của lầu cổ Nguyễn đi xuống. Đúng vậy, lầu ba của lầu cổ Nguyệt, nếu không có bối cảnh quan gia thì không thể lên được đâu, nam tử đi theo sau ngươi là ai thế? đi sau ta, khuôn mặt tuấn lãng, vóc dáng cao to đó. Hàn hú đi áp tiêu, am hiểu nhất là quan sát xung quanh, hắn chỉ liếc thấy nam nhân kia một cái đã đã ghi tạc dáng vẻ hắn trong đầu. Yến Tam hợp thầm nghĩ hắn vẫn đi theo sao sao. Người này là tổng chỉ huy sứ của binh Mã Ti Ngũ Thành, tên là Tạ Chi Phi, con trai thứ ba của Tạ Đạo Chi. Yến Tam hợp nhíu mày. Ngươi quen hắn sao? Hàn hú lắc đầu, đưa bàn tay ra. Dịch trạm chúng ta hàng năm đưa bạc cho nha môn ngũ thành, số này. 500 lựa, năm ngàn lựa, tham thật, ai nói không phải chứ? Hàn hú. Sao ngươi lại biết hắn? Ngoại trừ lý bất ngôn, Yến Tam Hợp chẳng nói đến nguồn gốc sâu xa của mình và tạ ra với ai, nhưng trên người hàn hú có một khí chất trầm ồn bẩm sinh, khiến cho người ta sinh ra cảm giác tín nhiệm. Phụ thân hắn từng là con riêng của tổ phụ Yến hành ta. Thì ra là có chuyện như vậy hắn hình như có ý với ngươi. Thôi nào, Yến Tam Hợp lắc đầu. Hắn không có ý với ta. Hàn hú nhìn nàng. Vậy ngươi có ý với hắn? Yến Tam Hợp ngẩng phát đầu. Hàn hú uống một ngụm nước, giọng nói có chữ ý cười nói. Chúng ta đi gấp như vậy, ngươi còn viết mấy chữ để lại cho hắn, có thể thấy được. Đừng nói nữa. Yến Tam Hợp đột nhiên biến sắc. Hàn hú cho rằng mình nói trung tâm sự của nàng, khiến cho nàng hơi thẹn quá hóa giận vội nói. Tạ Chi Phi ở chỗ chúng ta, ta bảo ngươi đừng nói chuyện. Giọng nói Yến Tam Hợp đột nhiên trở nên sắc bén. Ánh mắt hàn hú căng thẳng, lập tức cầm dao từ dưới đất lên, đi ra ngoài ngôi miếu đổ nát nhìn xung quanh, ngoại trừ hai con ngựa đang nghỉ ngơi, thì bên ngoài không có một vật sống nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, thì phát hiện Yến Tam Hợp đang ôm ngực, mặt trắng bệch như tờ giấy. Có chuyện gì vậy? Hắn chạy như bay tới, đưa tay thăm dò tràn yến tam hợp không khỏe ở đâu sao yến tam hợp ngừng đầu trong ánh lửa hàn hú rõ ràng thấy máu đang dồn vào trong mắt nàng yến tam hợp người ta cảm thấy được nó đang đến rồi hàn hú bị nàng nói đến sờn gai ốc cái gì tới tâm ma kế tiếp sắp tới rồi yến tam hợp dùng giọng nói yếu ớt rất hung hiểm cực kỳ hung hiểm Chấm, google ngay trang cộng cộng t -r -u -m -t -r -u -i e -n. VN cộng cộng. Hàn Hú chỉ biết tâm ma của cha hắn có vài phần hung hiểm, cho nên Hàn gia bảo mới rối loạn mấy tháng, cũng suýt nữa đã chết người. Vậy, sẽ thế nào, sẽ chết người, từng người từng người nối nhau chết. Yến Tam hợp nắm lấy áo của Hàn Hú, mượn lực đứng lên. Chúng ta đi, đi nhanh lên. Hàn Hú đưa tay ngăn nàng lại. Không đi phủ Vân Nam nữa sao? Đi phủ Vân Nam, đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Tại sao? Quá nguy hiểm rồi, huyết sắt trong mắt Yến Tam hợp nồng đềm như muốn chảy ra ngoài. Nói không chừng ta có thể sẽ chết. Đúng lúc này, bên ngoài ngôi miếu đổ nát truyền đến một tiếng quạ đen kêu sợ hãi, bất ngờ xẹt qua bầu trời đêm. Hàn Hú chỉ cảm thấy tim gan lạnh lẽo, cả người nổi da gà. Trong thành tứ cử, sắc thu rất hợp lòng người. Ban ngày trên đường người đi đường như đốt, ban đêm tử quán hoa lâu khách nhân như nước chảy, một cảnh tượng thịnh thế từ khi hai nhà hách đỗ liên hôn không thành, trọng trách trên người tả chi phi thoáng cái đã nhẹ hơn rất nhiều, bèn bắt đầu cuộc sống. Đắm chìm trong tiền bạc và mỹ sắc, chấm. Tạ Tam gia hôm nay ngoại trừ giúp Thái Tôn tìm hiểu tin tức ra, còn có thêm một chuyện của trịnh gia. Nhưng hắn không vội, rất ổn trọng, giống như cá trong hồ sâu, thỉnh thoảng nhô đầu lên, còn đa số thời gian đều ngục lặn ở trong sông. Yến Tam hợp trở về Phủ Vân Nam, nhanh nhất cũng phải mất ba tháng, chút thời gian này cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ nàng giao cho rồi. Điều khiến hắn cảm thấy đau đầu là, mười mấy ngày qua, dù mình xuất hiện ở nơi nào, đều có thể đụng phải tên hách quân này. Hách quân là con trai độc nhất, phía trên còn có ba vị tỷ tỷ. Người này từ nhỏ đã được phụ mẫu cưng chiều, ba vị tỷ tỷ thương yêu, trưởng thành thì trở thành một tên khốn nạn. Nhưng khốn nạn của hắn khác với sự khốn nạn của Từ Thịnh. Từ Thịnh ăn chơi rất hạ lưu. Còn hắn ăn chơi rất có phong cách, cũng chịu bỏ tiền, từng len lén giúp tạ chi phi trả tiền hoa tửu vài lần. Tạ chi phi lười vòng vo, tìm cơ hội ngăn cản cảnh cáo một lần, kết quả họ hách kia mặt dày nói một câu. Ta bị tam gia làm cho mất thê tử, tam gia phải bồi thường cho ta một người chứ, tất nhiên. Ta làm nương tử cũng không phải là không thể. Tạ chi phi lạnh mặt trả lời hắn, cút nương mày đi. Ngày hôm đó, hắn mời đám người của cầm y vệ bắc trấn phủ tư thái tứ đến tử lô tốt nhất kinh thành ăn cơm tan cuộc thì đi thẳng tới bùi gia bùi minh đình mấy ngày nay bị hắn ép phải chạy đến các chùa miếu chùa miếu đều ở ngoại ô kinh thành đường xa hai người đã nhiều ngày không gặp nhau đến bùi gia hỏi thì biết tên nhóc này buổi chiều đã theo thân phụ đến nhà thẩm thái y phúng viếng thẩm thái y tả chi phi nhíu mày sao hắn không nghe nói thẩm ra có người qua đời nhỉ phúng viếng ai vậy con gái thẩm thái y tả chi phi ngần ra thẩm thái y tổng cộng có bốn đứa con trai con gái ở đâu ra quản sự lắc đầu lão ra đi vội vàng không để lại lời nào cụ thể tiểu nhân cũng không biết đi đến thẩm ra xem thử chu thanh nhìn bóng đêm khuyên nhủ ra chúng ta và phủ thẩm thái y không có quan hệ sâu xa gì theo lý theo lý lẽ gì tả chi phi xoay người lên ngựa Mấy tháng trước thẩm thái y đã chữa chân cho Yến Tam Hợp. Chỉ dựa vào việc này thôi thì hắn sẽ phải lộ mặt rồi. Huống chi, hắn còn muốn hỏi tên nhóc Minh Đình kia, có hỏi thăm được gì từ mấy hòa thượng đạo sĩ không nữa. Thẩm ra ở không xa lắm, cưỡi ngựa non nửa canh giờ đã tới. Trước cửa phủ treo mấy chiếc đèn lồng đỏ, bị gió đêm thổi đến rất lung tung. Tả chi phi nhảy xuống ngựa, thấy xe ngựa dừng ở ven đường. Kỳ quái, sao lại chỉ có một chiếc xe ngựa của bùi phủ? Với lại, rõ ràng trong phủ có người chết, sao lại treo đèn lồng đỏ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 460, thẩm ra. Tả Chi Phi vừa thấy treo đèn lồng đỏ, lại không dám liều lĩnh đi vào. Lỡ đi sai thì sao? Hắn chỉ vào xe ngựa bùi phủ. Đến chỗ xa phu hỏi thăm thử. Vâng. Chu thành mới vừa đi vài bước, đã thấy phụ tử Bùi Thái Y được quản sự đưa ra, Hoàng Kỳ đi theo phía sau hai người. Hai cha con liếc mắt một cái đã thấy được Tả Chi Phi. Bùi Ngụ vẫy tay với hắn. Tả Chi Phi vội vàng chạy tới, miệng ngọt gọi một tiếng. "Bùi thúc." Thành thật vươn tay ra. Ba ngón tay đặt lên mạch tượng, Bùi Ngụ liếc Tả Chi Phi một cái, dặn dò. "Điều dưỡng cho tốt, rồi lên xe ngựa nhà mình, nghênh ngang rời đi." hai người hắn kề vai sát cánh đi về phía trước. Đi được một đoạn, tạ chi phi quay đầu nhìn đèn lồng. Trong phủ này có người chết, sao còn treo đèn lồng đỏ? Đó là một câu chuyện dài. Bùi tiếu ra vẻ thần bí. Con gái nhỏ của thẩm thái y, trước kia không biết vì nguyên nhân gì đã bị thẩm thái y trục xuất khỏi nhà, lưu lạc bên ngoài gần 20 năm, chết ở bên ngoài. Lúc chàng vạng tối, quan tài được đưa về nhà. Thật đúng là không ngờ tới. Tạ Chi Phi tò mò hỏi. Một nữ tử nội trạch, lang thang bên ngoài 20 năm, sống dựa vào cái gì? Lạ lắm phải không, làm du y á? Nàng còn biết y thuật à? Từ lúc ở trong bụng ngương đã người thấy mùi thảo dược, có thể không biết sao. Vậy sao ngươi lại không biết? Bùi tiếu đánh hắn. Tên khốn, đừng đụng vào nỗi đau của ta. Nắm đấm rất nhẹ, căn bản không có trọng lượng, tạ chi phi huyết vai hắn. Mau nói đi, chết như thế nào? Nghe nói là lúc khám bệnh cho người ta, chợt té xuống đất rồi không tỉnh lại nữa. Bao nhiêu tuổi rồi? 41, còn trẻ vậy sao, thật đáng tiếc. Tạ Chi Phi cảm thấy lại không đúng. Sao quan tài lại mang về thẩm gia, không phải là lấy gà theo gà. Đến cọng lông gà cũng không có. Tiểu Bùi gia, chưa lập gia đình, cả đời làm cô nương già, quan tài không khiêng về thẩm gia thì khiêng đến đâu? khi còn trẻ bị đuổi ra khỏi nhà, ở bên ngoài làm nghề y mà sống, 41 tuổi không lập gia đình. Tả chi phi bình tĩnh, chuyện này nghe sao lại mới mẻ như vậy? Ai mang quan tài vào kinh? Hắn hỏi. Nghe nói là mấy bệnh nhân nàng từng cứu chữa, lão thái y chịu khiêng quan tài vào cửa sao? Nói đến đây, bùi tiếu nặng nề thở dài. Dù sao cũng là con gái ruột, thẩm lão thái y, lão phu nhân đương nhiên là chịu. Con trai, con dâu, cháu trai, cháu dâu thì lại làm ầm ý, nói gì cũng không chịu để quan tài vào cửa, nói là điểm xấu. Hèn gì đến đèn lồng cũng không chịu đổi. Tả Chi Phi hỏi. Vậy bây giờ làm thế nào? Bùi tiếu. Không phải tìm ta tới đó sao? Tả Chi Phi. Ngươi có thể làm gì? Tiểu gia ta có thể làm nhiều lắm. Bùi tiếu. Ta tìm người đặt quan tài ở trong chùa miếu ngoài thành, ngày mai mời 18 tăng nhân, 18 đạo sĩ niệm kinh làm pháp sự trước siêu độ vong linh, sau trực tiếp an táng. Chôn ở đâu? Tả chi phi. Phần mộ của thẩm ra sao? Tùy tiện chôn cất, cũng không cần chắc trở như vậy. Bùi tiếu lắc đầu. Đây coi như là mỗi người lui một bước đi. Tả chi phi nghe xong, không nhịn được thở dài. Cái này gọi là nhà nào cũng có nỗi khổ. Ai nói không phải chứ? Bùi tiếu người người tả chi phi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Uống rượu rồi hả? Uống với ai thế? Với mấy người thái tướng. Tạ Chi Phi đè giọng nói. Chuyện trịnh ra, có manh mối không? Nào có nhanh như vậy? Bùi tiếu tay che miệng, nhìn xung quanh vài cái, nói. Việc này rất nguy hiểm, phải từ từ, không qua loa được, làm không tốt sẽ chết đó. Tạ Chi Phi còn chưa kịp nói, đã nghe hắn thở dài. Ta ấy à, không nên nhanh mồm nhanh miệng, đồng ý với họ ngô kia. Bốp, Tạ Chi Phi đánh sau lưng hắn. Chết tiệt, hối hận hả? Muộn rồi. Bùi tiêu suýt nữa bị hắn đánh phụt máu, cả giận nói. Ngươi làm gì đấy, nói mấy câu xả giận cũng không được hả, mấy ngày nay tiểu gia ta ngày ngày gặp ác mộng, nhìn xem, khóe mắt có nếp nhăn rồi nè. Được rồi, đừng tức nữa. Tạ chi phi giúp hắn xoa lưng. Làm việc cẩn thận một chút, ngày mai ngươi bận lắm đó, về sớm đi. Lông tiểu bùi ra bị vuốt xuống, nhưng không nỡ trở về, hai huynh đệ ai bận việc nấy, đã bao lâu không gặp nhau rồi. Đúng rồi, hai bà có kia không có ở đây, ngươi có cảm giác gì không? Cảm giác gì? Cô đơn, lạc lõng, trống rỗng. Mặt bùi tiếu heo úa. Ngũ Thập, ngươi nói xem ta có hèn không? Ta còn hèn hơn ngươi. Tả Chi Phi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Có phải ngươi chưa dứt tình cũ với Yến Tam Hợp không? Tình cũ chưa dứt cái rắm. Nam nhân phải cầm lên được buông xuống cũng được. Hắn chỉ là hơi hoài niệm buổi nói chuyện trong ngoài cửa sổ với Lý Bất Ngôn hôm đó thôi. Ta chỉ muốn đấu võ mồm với tên phá đám kia, nhà đầu kia nói chuyện rất thú vị. Đấu võ mồm với ai cũng được. Chỉ cần không nhớ thương Yến Tam Hợp là được. Tả Chi Phi ôm vai hắn, nhỏ giọng nói về tình hình triều đình gần đây. Thế cục vẫn đáng lo. Người của thái tử và người của Hán Vương đấu càng ngày càng sung chỉ việc để ai tiếp nhận tả đô ngự sử của lục thời thôi đã đối chọi rất gay gắt rồi phe hán vương ì vào việc hán vương được sủng ái hành sự hơi cuồng vọng người phía sau thái tử đều là một đám lão thần những người này cũng không phải ăn chay thế cục đã cực kỳ rõ ràng chỉ cần bệ hạ cưỡi hạc về tây thì kết quả cuối cùng không phải ngươi chết cũng là ta vong nói chuyện xong ai ấy đều tự về nhà trước khi hồi phủ tạ chi phi đến biệt viện dạo một vòng uống một chung trà rồi mới rời đi. Đây là thói quen mới hình thành gần đây của hắn. Mặc dù biết rõ nàng sẽ không trở về sớm như vậy, nhưng vẫn luôn ngóng trong ngày nào đó khi hắn đi vào biệt viện, sẽ thấy người nọ lạnh lùng chào hắn một tiếng. Ơ, ờ, Tam Gia đến rồi. Tam Gia sống 20 năm, chưa từng nhớ thương ai như vậy, cứ mỗi khi rãnh rỗi là lại thấy vò đầu bức tai. Nàng đang ở đâu rồi? Đi đường có thuận lợi không? thằng nhãi tên hàn hú kia có chăm sóc tốt cho nàng không lúc trở lại tạ phủ trời đã rất khuya rồi tạ chi phi mới vừa đi tới cửa thứ hai đã thấy đại ca đi từ đối diện tới không khỏi kinh ngạc đại ca trễ thế này rồi huynh còn đi đâu thế tạ nhi lập lại thở dài chu gia vừa mới gửi thư tới nói nhạc phụ ta không ổn rồi ta và đại tẩu ngươi chạy tới xem thử tạ chi phi đại tẩu đâu vừa dứt lời chu thị đã đỡ tay xuân đào vội vàng đi đến tả chi phi nghênh đón đại tẩu có cần đệ đi với hai người không đệ đi làm gì vào nghỉ ngơi đi chu thị bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nếu ta và ca đệ tối nay không về thì sáng mai đệ qua trông cháu nhé đại tẩu yên tâm tả chi phi nhìn theo bóng bọn họ rời đi xoay người đi vào trong viện vào trong viện hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng vốn còn treo ở phía chân trời chẳng biết từ lúc nào đã ẩn vào tầng mây đen kịt. Mí mắt tạ chi phi không hiểu sao lại giật một cái. chương 461, quan tài nứt. Bánh xe đè qua con đường đá xanh, phát ra âm thanh xèo xèo. Xuân đào lấy áo choàng trong túi da khoác lên người chu thị. Đại phu nhân, dựa vào nô tỳ ngủ một lát đi, còn nửa canh giờ nữa mới tới lận. Chu thị nhấc rèm xe lên, nhìn ra ngoài, nam nhân đang cưỡi trên ngựa bên ngoài, nhìn còn thâm trầm hơn cả bóng đêm ngoài kia nàng buông rèm xe tựa đầu vào vai xuân đào lúc rèm xe hạ xuống tạ nhi lập quay đầu nhìn xe ngựa lắc lư khẽ nhíu mày nửa canh giờ sau xe ngựa dừng lại trước cửa chu phủ tạ nhi lập xuống ngựa chờ chu thị đến gần hai phu thê mới đi vào trong phủ ngoài cửa đã có quản sự đứng chờ thấy đại tiểu thư đại cô ra đến thì tiến lên hành lễ rồi vội dẫn người vào trong vừa tới cửa thứ hai, một tia chớp không hề báo trước đánh qua bầu trời đêm. À! Chu thị sợ tới mức hét lên một tiếng, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Tả nhi lập xoay người, hờ hững nhìn Xuân Đào. Đỡ thiếu phu nhân cho vững. Xuân Đào cũng hoảng sợ, thầm nhủ sao có sương mù rồi còn có sấm chớp nữa chứ. Một lát sau, đã tới chính phòng. Tả nhi lập đi vào trước một bước. Hắn quá gây chú ý, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Tả Nhi lập mặc bộ trường bào màu xám cho, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu xanh da trời, dáng vẻ vừa nho nhã lại trầm ổn. Đại muội phu đã tới. Người nói chuyện là đại gia của Chu phủ Chu Viễn Mặc. Chu gia có ba đứa con trai, ba đứa con gái, đều do phu nhân Mao thị sinh ra. Trong sáu đứa con, Chu thị đứng hàng thứ tư, phía trên là ba ca ca, phía dưới là hai muội muội. Tạ Nhi lập ôm quyền với đại cứu cứu, vừa cởi áo choàng vừa hỏi. Phụ thân thế nào rồi? Chú lão đại thở dài, nhường đường, ý muốn để hắn tự đi xem thử. Tạ Nhi lập đi tới trước giường nhìn, trong lòng cũng thở dài theo. Chú lão ra trên giường bệnh gầy như một cái xác khô, gương mặt xám xanh chỉ còn một lớp da bọc xương, hốc mắt lõm sâu vào, trong mắt lại trồi lên, nhìn vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Miệng cứng ngắc hơi há, ngực phập phồng, trong cổ họng phát ra âm thanh quái dị suốt ba tháng này nhạc phụ vẫn có dáng vẻ muốn sống không được muốn chết không xong này cứ nghĩ hắn sắp tắt thở nhưng hết lần này tới lần khác lại qua một đêm lại hô hấp trở lại thái y cũng nói là hiếm thấy một đêm lại một đêm cứ lặp đi lặp lại như vậy cả nhà đều bị dày vò rất thảm ai cũng nói ở trước giường bệnh lâu ngày thì không có hiếu tử nhưng nhạc phụ ngày thường sống rất tốt đối xử với ai cũng hòa khí cho nên cả nhà dù bị dày vò như vậy cũng chưa từng kêu khổ kêu mệt chỉ mong ông bất chịu khổ thoải mái mà ra đi tạ nhi lập nhìn mao thị sướng sờ bên giường mẫu thân đi ngủ trước đi nơi này có chúng con rồi mao thị gật gật đầu vừa muốn đứng dậy thì bỗng nhiên nam nhân trên giường run dày kịch liệt ra đầu mao thị tê dại sắc mặt cũng cực kỳ kinh hoàng lão đại chu lão đại vào tới bên giường hai tay đè bà vai lão ra lại lớn tiếng nói. Phụ thân, phụ thân, người tỉnh lại đi, người nhìn con nè, nhìn con. chu lão gia càng run rẩy mạnh hơn, ván giường cũng lắc lư kịch liệt, giống như sắp bị sập vậy. Đám nữ quên nhát gan chẳng dám nhìn nữa, đều rụt người trốn về phía sau. Tạ Nhi Lập và hai đứa con trai khác của Chu gia thấy đại ca một mình chống đỡ thì cũng tiến lên hỗ trợ. Sức mạnh của bốn nam nhân trưởng thành mới đủ để đè Chu lão ra lại người thì đã yên tĩnh lại, nhưng trong mắt càng lúc càng lồi ra, nhìn rất đáng sợ. Tả Nhi lập hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Chu lão đại, không ngờ Chu lão đại cũng đang nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Ngọn nến nhảy múa. "Đều buông tay đi." Chu lão đại nói. Bốn người đồng thời cẩn thận buông tay ra. Nào biết vừa buông ra, Chu lão ra lại đột nhiên vươn bàn tay khô gầy như củi ra, bóp lấy cổ mình. Dùng từ bóp không thích hợp, nói cho chính xác thì giống như có thứ gì đó đang bóp cổ ông, ông phải đưa tay lên liều mạng nắm lấy cổ họng mình vậy. Màn này khiến cho hô hấp của mọi người đều cứng lại, ai nấy đều lạnh lẽo từ trên đầu cho đến lòng bàn chân. Người đâu, mau đi mời hòa thượng đạo sĩ. Mau thì quyết định rất nhanh. Nào có người chết như vậy, chắc chắn là có thứ gì dơ bẩn ám lên người lão ra rồi. Quản sự nhanh chân bỏ chạy. Tiếng bước chân còn chưa đi xa, đầu nam nhân đã từ từ chuyển động, Đồng tử từ, từ từ đục ngầu, từ từ đảo qua mỗi người trong phòng. Không ai dám nói gì, tất cả mọi người nín thở. Đúng lúc này, tay nam nhân lặng lẽ trượt xuống, tiếng rên trong cổ họng đột nhiên dừng lại. Chu lão đại bối rối hồi lâu, mới run rẩy vươn tay, đưa tới dưới mũi lão phụ thân sờ thử, sau đó vội quỳ rạp xuống đất, khóc la. "Phụ thân, đi rồi." Trong phòng, con hiền cháu hiếu đồng loạt quỳ xuống đất, tiếng khóc rung trời trong tiếng khóc, tạ nhi lập ngẩng đầu nhìn nhạc phụ trên giường, không biết vì sao mà hắn cảm thấy gương mặt của nhạc phụ sau khi chết còn dữ tợn hơn trước lúc chết rất nhiều. Người chết đèn tắt, hậu sự xử lý đâu vào đấy. Tất cả đã chuẩn bị từ sớm. Dù là người lo liệu tang lễ hay giày tang áo chế, quan tài gì cũng đã chuẩn bị cả mấy tháng nay rồi. Tạ Nhi Lập đi ra gian ngoài, gọi gã sai vặt vệ lâm bên cạnh mình tới, nhỏ giọng phân phó. Hồi phủ báo tin, để lão ra, lão ta mấy người sáng mai đến phúng viếng. Vệ Lâm hỏi: "Ra, tiền mừng tang lễ bao nhiêu?" Hỏi Tạ tổng quản, theo quy củ trước kia, chỉ nhiều không ít. "Vâng." Vệ Lâm vội vàng rời đi. Tạ Nhi Lập đang muốn vào nhà thì bỗng nhiên có giọt mưa rơi trúng mũi, còn chưa kịp phản ứng, mưa đã rơi xuống như chút nước. Sao lại mưa lớn như vậy? Hắn chạy vào trong nhà, phủi nước mưa trên người, trong lòng hơi sầu não hỷ sự tang sự gặp phải thời tiết không tốt thì cực kỳ bất tiện. Chỉ gần nửa canh giờ đã mặc xong đồ liệm cho chu lão ra. Linh đường cũng đã bố trí ổn thỏa, chỉ chờ đưa quan tài vào, đợi giờ lành để mai táng. Đến rồi, đến rồi, chi tân đến rồi, quan tài cũng đến rồi. Chi tân là người chủ trì tang sự, họ mới lưu bán tiên tiếng tăm lừng lẫy trong thành tứ cửu, người này thường coi ngày bấm quẻ cho các nhà thế gia bên hông lưu bán tiên có một cái la bàn hắn tính giờ sau đó kêu to một tiếng khởi tan nghe được tiếng hô này mọi người cùng nhau dùng sức nâng chu lão ra lên sau khi được nâng ra khỏi phòng tiếng khóc vốn đã nhỏ lại chợt lớn lên Lưu bán tiên chỉ huy người đắp mấy lớp vải che mưa lên người chu lão ra lại kêu lớn một tiếng lên năm nam tử thân thể cường tráng khiêng thi thể lên dầm mưa to đi thẳng về phía linh đường các con cháu thay hiếu phục đứng dậy, che dù đi theo, nữ quyến thì vẫn ở tại chỗ, chờ quan tài chôn cất mới có thể vào linh đường. Trong linh đường, một cỗ quan tài làm bằng gỗ linh thượng đẳng, được đặt trên ba băng ghế. Nắp quan tài đã mở ra, dưới quan tài trải đệm chăn mới tinh. Liều bán tiên tính toán thời gian, chỉ huy ba nam nhân cẩn thận đặt chu lão ra vào trong quan tài. Bước này gọi là lạc quan tài phải chờ đến lúc lạc quan tài thì tân khách mới có thể vào phúng viếng. Nào biết mới vừa bỏ vào trong, còn chưa đậy nắp đã răng rắc mấy tiếng, quan tài gỗ linh thượng hạng chợt nứt ra, mấy tấm ván xung quanh rơi xuống đất. Để lộ ra một chu lão ra đã tắt thở, lẻ loi nằm trên tấm ván. Dầm, tất cả mọi người đều bị dọa đến mất hồn. Trường 462, hai lần. Liều bán tiên làm chi tân hơn nửa đời người, từng gặp vô số người chết, vô số quan tài, chưa từng thấy có quan tài nào lại tự nứt ra như này. Đây, đây, đây. Mặt hắn từ trắng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang đen, cuối cùng hung tận nhìn về phía đại gia Chu ra Hét. Quan tài này là ai đặt, tốn bao nhiêu tiền đâu chứ? Con hiền cháu hiếu gì mà lại làm vậy, không sợ người chết tỉnh lại tìm các ngươi tính sổ hả? Bị hắn hét như vậy, mặt Chu lão đại còn trắng hơn giấy, hồi lâu mới hoàn hồn, xoay người, đè cơn tức lại nói với chu lão nhị thật là mất mặt xấu hổ còn không mau đi đổi cái khác đi việc lo liệu quan tài này là do nhị gia chu viễn chiêu làm quan tài bằng gỗ lim một cái mất hai ngàn lượng hắn không dám thăm một lượng bạc nào sao đang yên đang lành sao lại nứt ra thế chắc chắn là trưởng quầy quan tài này lấy dồ dởm ra lừa hắn rồi nương nó chứ chuyện này mà cũng dám lừa gạt chu viễn chiêu cực kỳ tức giận không nói hai lời đã cởi áo tang ra, nói với lão quản gia bên cạnh. Mang theo mấy người, đi theo ta, xem ta có đập cửa hàng quan tài kia không. Nhị ca, lão Tam Chu gia Chu Viễn Hạo vội vàng ngăn cản. Đợi tìm họ tính sổ sau, việc gấp bây giờ là đi mua quan tài để phụ thân chôn cất trước, chớ nên làm lỡ giờ lành. Chu lão nhị nhìn lão phụ thân trên đáy quan tài, thầm nghĩ lão Tam khuyên rất đúng, vội vàng mang theo lão quản gia đi. Chu lão đại lau mồ hôi lạnh trên trán. Lão Lưu, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Lưu bán tiên cũng chưa từng gặp chuyện như vậy, nào biết phải làm sao, suy nghĩ nửa ngày mới nói ba chữ. Vậy chờ thôi, còn không phải chờ sao? Làm mấy chuyện lo tang sự này, còn dườm ra hơn cả hỉ sợ, làm gì trước làm gì sau đều phải theo quy củ. Phá hỏng quy củ, Lưu bán tiên hắn thì chẳng sao, nhưng Chu gia sẽ gặp xui xẻo mưa, càng rơi càng lớn, xen lẫn tiếng sấm sét vang dội. Đoàn người chu lão nhị gõ cửa tiệm quan tài gần nhất, chẳng thèm hỏi giá cả, trực tiếp chọn một bộ quan tài tốt nhất. chu lão nhị sợ có bất chắc, còn gõ gõ để kiểm tra. Trường quỹ tiệm quan tài thấy hắn cẩn thận như vậy, quả thực rất muốn bật cười. Nhị ra, ngài gõ cái gì vậy, quan tài này đừng nói ngài dùng tay, cho dù ngài dùng búa cũng không đập ra được. Chu lão nhị thầm nói ngươi thì biết cái dám gì. Ông đây giờ chỉ hận không thể bò vào trong quan tài thay cha ta để thử xem nó có rắn chắc hay không này. Được rồi, mau đưa đến chu phủ đi, phải nhanh lên. Trưởng Quầy lập tức gọi mấy tiểu nhị tới, dùng vài che mưa tỉ mỉ bọc kỹ quan tài, nâng lên xe ngựa, rồi chạy như bay đến chu phủ. Đến rồi, đến rồi, mua được quan tài rồi. Lưu bán tiên thở phào, vội vàng kêu người rời thi thể Chu lão ra qua một bên lại sai người đặt thêm hai băng ghế, lúc này mới xông ra ngoài cửa hô to một tiếng. Mang quan tài vào đây. Bốn tiểu nhị cố hết sức khiêng bộ quan tài vào nhà, đặt lên băng ghế. Liều bán tiên sờ thử, hài lòng gật gật đầu. Quan tài tốt. Nhấp nắp lên, lấy vải, lau hạt mưa phía trên. Trải kỹ chăn đệm, bỏ đồ đạc vào trong, không thể thiếu một thứ. Trong tiếng khóc rên, liều bán tiên lấy la bàn ra, xoay năm ngón tay tính toán, lại tính ra một giờ lành chờ giờ lành đến hắn hô to một tiếng nâng người lên thả tiếng khóc dừng lại đồng tử mọi người không nhúc nhích đều nhìn chằm chằm năm tráng hán kia đám hán tử tráng kiện nâng chu lão ra lên lại lần nữa cẩn thận bỏ vào trong quan tài một giây hai giây ba giây răng rắc rầm 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 nó vỡ rồi nương nó quan tài lại nứt ra hơn nữa lần này, còn nước ở dưới mí mắt mọi người. Đúng lúc này, lại tia chấp bổ xuống, khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Á, à, thi thể sống lại rồi. Cũng không biết nữ nhân nào nhát gan hét một tiếng, khiến tất cả mọi người sợ tới tè ra quần, tranh nhau chạy ra ngoài. Liều bán tiên đứng cách gần nhất, lúc quan tài nứt ra, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chu lão ra. Chẳng biết lão ra mở mí mắt từ lúc nào, con người trồi lên nhìn chầm chầm hắn, lưu bán tiên ngã ngồi dưới đất suýt nữa thì tè ra quần ôi chao nương nó là làm tăng sự cho ai đây không phải là làm cho hắn đó chứ trong linh đường ngoại trừ lưu bán tiên còn có ba người không nhúc nhích ba người này là ba huynh đệ chu gia tổ tông chu gia đều làm việc ở khâm thiên giám khâm thiên giám còn gọi là tư thiên giám chuyên đêm xem thiên tượng bói toán cát hung chu lão đại nghiêm mặt lão nhỉ đại ca chu lão nhị sợ hãi khó nhịn, vừa tức vừa vội. Ta đâu phải xúc sinh, huynh cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám đùa giỡn với quan tài của cha, đây đúng là quan tài tốt nhất, hai ngàn năm trăm lượng bạc đó. Hắn khom lưng nhặt một tấm ván gỗ lên, đưa thẳng đến trước mắt chu lão đại. Nhìn xem, gỗ lim này dày lắm, làm sao có thể nứt ra được. Chu lão đại sao có thể nhìn không ra quan tài tốt xấu, nhưng nó lại vô duyên vô cớ nứt ra thế này chuyện khác thường tất có kỳ quái chu lão đại nhíu mày suy nghĩ một hồi móc ra ba đồng tiền ném xuống đất ba huynh đệ chu xa đồng loạt cúi đầu hai trái một phải là hung chu lão đại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm nhi lập tạ nhi lập cũng không có đi xa đang đứng ở ngưỡng cửa bên cạnh đại ca chu lão đại người thân với bùi gia mau nhờ tiểu bùi gia giúp một việc dù tốn bao nhiêu bạc cũng phải nhờ hắn điều vài hòa thượng đến nhà niệm kinh, điều không được hòa thượng thì đạo sĩ cũng được. tạ nhi nói. được, ta đi đây. lão nhị, mua thêm một bộ quan tài đi. chu lão nhị sợ hãi, lui về phía sau. đại ca, để tam đệ đi đi, ta. đại ca, đệ đi. chu lão tam quay đầu bước đi, hắn không tin có âm tà gì đâu, đang yên đang lành sao lại nứt quan tài được chứ chú lão đại liếc mắt nhìn lưu bán tiên ngã ngồi trên mặt đất, lại nhìn đám người đang khóc trong viện, cắn răng nói: lão quản gia, đại gia, bảo các phòng về trước. vâng, nói với bên ngoài là việc phát tang hoãn lại một chút. đại gia, lão quản gia khó xử, người đã phái đi rồi. lúc này nói lại, e là muộn rồi. theo quy củ, lão gia đầu này vừa tắt thở, tịnh thân, thay quần áo, thì đầu kia đã bắt đầu phát tang lúc đó trong nhà mới bắt đầu bố trí linh đường linh đường bố trí xong lão ra chuyển vào quan tài người phúng viếng tới cửa mọi chuyện đều đâu vào đấy mặt chu lão đại đen như đáy nồi vậy dặn dò mọi người ngậm chặt miệng cho ta không được nói ra ngoài một chữ vâng lão quản gia biết chừng mực có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm chuyện nứt quan tài này nếu như bị truyền ra ngoài thì chu gia chắc phải rất nổi tiếng ở kinh thành Chu lão đại xoay người nâng Lưu Bán Tiên dậy, nhỏ giọng hỏi: "Lão Lưu, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi xem việc này không tốt, cực kỳ không tốt." Lưu Bán Tiên lắc đầu như trống bỏi, trong miệng chỉ nói mấy chữ này. Hỏi hắn không tốt ở đây thì, hắn lại nói không nên lời. Chu lão đại sốt ruột như kiến bò quanh chảo nóng, sắp điên đến nơi rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn